Mới công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng, kẻ nổ súng khống chế nhân viên ngân hàng để cướp hơn 900 triệu đồng, rồi tẩu thoát ở thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 9, Dũng đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai, rồi bất ngờ rút súng uy hiếp buộc nhân viên ngân hàng đưa tiền. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang giao dịch. Khoảng một phút sau, nhân viên ngân hàng để tiền vào túi màu đen đưa cho Dũng. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51, lấy xe máy tẩu thoát. Khi tẩu thoát, Dũng chạy lòng vòng không theo một đường cố định, rồi quay về lại địa điểm cũ để thay quần áo. Sau đó, nghi phạm giấu bộ áo quần màu đen, súng tiền tại ba nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà. Trung tá Vũ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02 công an tỉnh Đồng Nai nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh tập trung và đến khám nghiệm hiện trường, truy vết, nóng nghi phạm. Đồng thời, thông báo cho công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tổ chức chốt chặn để phát hiện đối tượng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm gây án đi một mình và sử dụng chiếc xe máy. Quá trình lên danh sách ra soát sàng lọc nghi phạm trên địa bàn toàn tỉnh thì Lê Huy Dũng được đặt ra nghi vấn hàng đầu. Đến 0 giờ 25 phút cùng ngày, Lê Huy Dũng bị bắt khi đang trốn tại khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần túng quẩn và bài bạc, cá độ đá banh, nên lên kế hoạch cướp ngân hàng. Dũng đặt mua súng và đạn trên mạng xã hội rồi tới khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tìm hiểu ngân hàng. Tên này sau đó che đen biển số xe máy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đến phòng giao dịch Tam Phước, chi nhánh Vietcombank, thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi phạm tội. đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 700 triệu đồng trong tổng số hơn 900 triệu đồng mà Dũng cướp đi và thu giữ một số tăng vật liên quan để phục vụ điều tra.